Rồi, ăn sáng nè. Đây đây, sáng rồi nè mọi người. Sáng nay cha hai em ăn cơm với lại thịt kho trứng. Mà tối hôm qua mẹ kho trứng rồi, kho sẵn rồi. Sáng nay cho em ăn. Mọi người phải tranh thủ. Tranh thủ đút cho hai đứa nha mọi người. Chứ sáng mẹ nó tự ăn nó là nó ăn lâu lắm. Ăn đi rồi mẹ còn chảy đầu cho nữa, con trễ rồi. Ăn đàng hoàng, nhanh nhanh đi. Má mày phải tranh thủ đút cho nó ăn nha cả nhà. Chứ để mà nó tự ăn nó ăn lâu lắm. Hết giờ luôn, không có kịp giờ đi học. Sáng nay cho hai em ăn thịt kho trứng đó cả nhà. Mấy bữa tại vì thấy ở trên trường á, nó ăn đồ ăn trường mỗi ngày á, tội nghiệp quá. Tại trên đó thấy ăn bánh với uống sữa thôi, mọi người đâu có thấy ăn thịt ăn cá gì đâu. Mà con nó thấy ăn thịt ăn cá gì cho nên nó tội nghiệp con, nên nó hiệp chịu khó hiệp kho thịt rồi sáng hiệp về sớm rồi nấu cơm nè. Cho con ăn thay đổi ăn. Chứ để ăn ba cái ăn trên trường miết ngán tội nghiệp nó mọi người. Nhanh đi con. Sáng mà ăn ở nhà là phải tranh thủ hiệp đúc. Ăn tối, tối thì bình thường thì không có đút, tự ăn, nhưng mà sáng là phải tranh thủ đút đó mọi người. Để không nó ăn lâu lắm, hết giờ luôn rồi chạy không kịp đi học. Con nít ở Mỹ khổ không mọi người. Ăn sáng khổ rồi cả nhà. Gặp ở bên Việt Nam mà sáng chở đi ra ăn tô phở, tô bún gì để đi học. Ở đây không có vậy đâu cả nhà ơi, không có cái chuyện mà đi ra chở ăn tô bún, tô phở gì đi học đâu. Cho nên nó rất là thương. Nhanh đi con đi. Trời ơi con đi là cái đầu trong bơm chưa trái, chưa có làm gì hết. Cái đầu coi nào, cái đầu trong bơm thấy không? Ăn nhanh đi, chuẩn bị đi chải đầu chải cổ nữa kìa. Đừng có ăn nhanh đi, mình đi chải đầu mình đi học trễ rồi nè. Đã là tranh thủ thì đút cho rồi mà còn. Trời ơi, quên mình để điện thoại cái hướng đó, cái hai đứa cứ dòm ngược lên đó không à. Tự nhiên mình quên mình để điện thoại lên con, lên con cứ dòm ngược lên đó chi. Ăn đi con.
Nhi ăn đi con, còn cái đầu nó lâu lắm, cái đầu của con chảy lâu lắm. Trễ giờ rồi, mẹ tranh thủ mẹ đút cho đi. Trễ giờ mà còn ở nó sàn sàn nữa. Ủa Long, con đổi cái áo khoác đi chứ, con mặc cái áo khoác đâu hoài vậy? Thích. Thích nhưng mình cũng phải giặt đi mặc áo khoác chứ, mình mặc áo đâu hoài vậy? Thúi luôn á. Mẹ mua cho con coi ba cái là bữa mới mua trong Macy. Cái đó là mẹ mua 2 cái nữa là 4 cái, 2 cái nữa là 6 cái, mua 2 cái áo cũ nữa là 6 cái. Bây giờ mẹ không thấy cái nào nữa, không bỏ mắt hết đâu rồi, chưa tính mấy cái áo cũ ở nhà nữa. Nào nào, ở đây chưa tính mấy cái áo cũ có sẵn nữa. Trời ơi, mẹ quên mày để cái máy quay ở đó rồi, cái Nhi ngồi nó ngứa nhướng ra đó nhìn biết. Anh ơi, anh tranh thủ ăn đi mà đi nè, đi trễ mà còn chải tóc cho con nữa, cái tóc của con chải lâu lắm. Hoa chưa, uống nước vô. Rồi đi lại lấy đồ trả đầu. Con cởi cái áo đó ra con mặc lại kìa, cái áo đó con mặc ngược rồi kìa, cái đó phía sau. Thì con chải trước đi. Trời, đừng quên mà để cái máy quay đó nên con cứ dầm ngược lên đó. Con đưa nước lên đây nè. Thôi đi, chuẩn bị đi học, uống nước rồi đi học à. Hello, hello ông bà cô chú ơi. Mẹ mới đón hai em đi học về nè. Hôm nay mẹ không có cho hai em coi laptop. Mọi ngày thì chiều đi học về là mẹ cho hai em coi laptop 1 tiếng. Nhưng mà hôm nay mẹ không có cho hai em coi laptop nữa, mà cho em chơi đồ chơi. Đó, em đi mua đất sét về em chơi nè mọi người. Mẹ mua cho em một cái hộp đất sét, giờ em ngồi em nặn đất sét em chơi. Cho em chơi 1 tiếng rồi em rửa mình đi ngủ. Tại vì á, mẹ không có muốn cho em coi laptop. Tại vì em coi á, rồi là em cứ mê muội rồi em không có chịu dừng rồi em ngủ trễ. Mẹ cho em coi 1 tiếng nhưng mà em cứ xin thêm nên mẹ không có thích. Bây giờ mẹ không có cho em coi nữa. Thôi cứ thêm 5 phút mẹ, 5 phút mẹ cứ chút nữa là mẹ không có chịu. Nên là từ hôm nay á là mẹ không có cho em coi chơi laptop 1 tiếng sau ngày, sau giờ đi học về nữa. Mà mẹ sẽ cho em chơi đồ chơi. Xong rồi là cho em ăn tắm rửa đi ngủ. Để em ngủ sớm, sáng mai em dậy sớm em đi học. Mẹ chỉ cho em coi ngày thứ bảy với chủ nhật thôi. Ngày thứ bảy chủ nhật thì mẹ sẽ cho em coi sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng. Đó. Mà cô chú coi em nè, em mới đi học về. Bây giờ em đang ngồi em chơi nè ông bà cô chú ơi. Đó, ông bà cô chú thấy không? Ba mẹ con chỉ có vòng vòng nhiêu đó thôi đó. Cho ông bà cô chú biết cái một ngày của ba mẹ con nó như thế nào. Đó, bây giờ là cho chơi nè, ông bà cô chú chút là đi ngủ đó.
ba mẹ con Hiệp thì chỉ có bên anh quẩn vậy thôi đó cả nhà. Cũng không có đi ra khỏi nhà, cũng không có làm gì hết. Tại vì xung quanh đây là Mỹ không mà mọi người ơi. Người Mỹ không mà không có một người Việt Nam nào để mà mình làm quen hay mình nói chuyện hay mình làm bạn làm bè gì hết trơn hết trọi á. Cho nên á chỉ có như vậy thôi đó cả nhà. Thôi bây giờ hai đứa ngồi chơi đi. Rồi mẹ học tiếng Anh nửa tiếng nữa rồi chuẩn bị đi ngủ nghe không? Ok. Bye bye ông bà cô chú nha. Đây 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 nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ á cho chơi. Mẹ ngồi đây mẹ chơi với hai em một tiếng đồng hồ rồi cho hai em đi ngủ nè. Đó, hai em chơi sau giờ đi học về đó ông bà cô chú. Chơi đồ hàng chán rồi, chơi đất sét đất nặng chán rồi. Lên đây chơi cái này. Mẹ phải ngồi đây mẹ canh cho hai em chơi. Để cho hai em không có coi laptop nữa. Tại vì mẹ không có thích cho hai em coi laptop. Đi học về bữa nào cũng xin coi một tiếng mới đi ngủ. Không có cho coi nữa. Để thời gian rảnh để chơi mấy cái trò chơi này nó hay hơn. Nên mẹ không có cho coi nữa đâu ông bà cô chú ơi. Giờ mẹ phải ngồi đây mẹ canh cho chơi nè. Chơi một tiếng nữa rồi đi ngủ nè. Tại vì mùa này nó lạnh nữa cả nhà nên Hiệp không có cho hai đứa đi ra ngoài chơi được. Chứ gặp mà mùa hè là giờ này Hiệp cho hai đứa đi ra ngoài chơi rồi. Cho hai đứa đi ra phạt chơi. Rước nó đi học về xong là cho nó ra phạt nó chơi một tiếng, hai tiếng vậy đó. Rồi về ngủ. Coi chừng té nha con. Dướng vô đó là té đập đầu đó. Bây giờ mùa lạnh cho nên ở ngoài công viên, ở ngoài phạt không có người. Với lại lạnh mà chơi á, con nó bệnh á, nên Hiệp không có cho chơi. Bây giờ á, Hiệp cho chơi trong nhà. Cho chơi trong nhà. Rồi tới giờ là đi ngủ. Đó, sinh hoạt của ba mẹ con Hiệp như vậy là hết ngày đó ông bà cô chú. Cẩn thận nha con. Tìm Hiệp 5 cái ghế đó cả nhà, 5 cái ghế làm chân đó mà có mình Hiệp làm. Hè này Hiệp có 2 người rồi, tại vì 2 em đang học ở dưới San Jose á. Đang học lấy bằng ở dưới rồi tới tháng 3 2 em thi lấy bằng xong là 2 em lên đây làm với Hiệp đó mọi người. Bây giờ một mình Hiệp ráng cày từ đây tới tháng 3. Mùa này nó cũng vắng khách lắm cho nên một mình Hiệp làm đây ra cũng được rồi cả nhà. Bên đây là 5 cái ghế làm chân. Còn bên đây là 4 cái bàn làm tay đó mọi người. 4 cái bàn làm tay chỗ đó một dãy đó 4 cái. Còn bên đây là quát. Cái bàn này cắt tóc. Bàn nó cắt tóc còn cái giường đó là để quát. Hiệp muốn làm cái phòng ở chỗ này nè để cho khách nằm quá cho nó kín. Nhưng mà làm cái phòng lên thì hôm bữa Hiệp hỏi người ta làm, người ta đòi 1.500.000. Nhiều tiền quá nên Hiệp không làm, Hiệp để cho khách nằm vậy luôn. Làm cái phòng che có 2 bức vách lên mà làm lấy 1.500.000, nhiều tiền quá cả nhà. Nên Hiệp ngán tiền nên Hiệp chưa có chịu làm.
Để từ từ mai mốt hai đứa con Hiệp nó qua đã rồi cho nó thiết kế lại cái tiệm rồi rồi mua đồ lại cái tiệm theo ý của hai đứa con á, rồi cho hai đứa nó làm. Còn giờ một mình Hiệp lại cứ tèn tèn làm vậy đi. Mà mốt đứa gái lớn Hiệp nó mà qua là nó remodel lại cái tiệm hết. Cái gì? Con muốn có cái này. Để làm gì? Mẹ mua mấy cái cây viết đỏ đó là để mẹ học quốc tịch đó, để mẹ viết những cái câu mà quan trọng đó. Con học cái gì mà con đâu có cần cái viết đó đâu. Có cái viết đỏ cái loại kia kìa mẹ cho con đó. Không, mẹ mới cho con cái đó được, cái đó mẹ cần lắm. Con cần con làm cái gì? Con làm cái gì con nói mẹ nghe đi. Ở trên trường con không có bút đỏ đó hả? Sao vậy? Sao không có bút đỏ đó? Nhưng mà nó có bút đỏ không? Trên trường có. Con không có hả? Con có cái loại bút đỏ kia đó mẹ cho con á. Đừng có moi cái đó ra nữa, trời ơi. Moi ra nữa nó bự của nhà người ta đó. Không có nội đập lũng lỗ lũng mang hết. Rồi con còn đứng nó con moi nữa. Moi cho nó lũng nhà người ta ra cho người ta đền nó chết. Rộng lắm mọi người, rộng mênh mông luôn. Ở phía trước rộng rộng như vậy đó. Ở phía trước là làm một tháng có 1.400 thôi cả nhà. Rồi ở phía sau là nó rộng mênh mông bằng cái này nữa. Đó. Tại vì cái chỗ này ngày xưa là cái nhà hàng đó mọi người. Cái nhà hàng người ta làm. Người ta làm ở chỗ này, ở đằng đây nó có một cái cửa thông qua bên kia luôn. Rồi ngay chỗ này nó có nguyên một cái bức tường nữa. Thì phải cho thợ đập hết cái bức tường ở chỗ này. Rồi đem đi đổ rồi. Rồi bích cái cửa kia lại. Rồi bích cái này lại. Rồi Hiệp làm cái bức chất này nè mọi người. Đây nè cả nhà. Ngày xưa á, ngày xưa mà lúc Hiệp mướn cái mặt bằng này á là nó không có cái bức ghét này đâu cả nhà. Tại vì á để Hiệp đi ra đây Hiệp quay cho cả nhà rộng cho cả nhà thấy cho nó dễ nè. Đó cả nhà. Ngày xưa á cái lúc mà Hiệp mướn cái chỗ này á là nguyên một cái chỗ dãy ghế này là nó một cái bức tường dài vậy nè. Rồi trong cái góc kia là có một cái cửa thông qua bên kia luôn. Tại bên kia là nó cũng có một cái phòng của cái ông chủ này luôn. Bên kia nó có hai cái giống như vậy nữa, sát sát như vậy luôn. Thì cái người chủ hồi trước người ta mướn, người ta làm nhà hàng là người ta mướn lau thông hết luôn mọi người. Cho nên mở cửa ở chỗ đó là một cái cửa. Ở đây là người ta làm một cái bức vách để người ta trang trí gì á, một bức tường. Rồi nguyên cái bức tường vàng ở phía sau đó là không có. Lúc mà Hiệp mướn á là Hiệp phải cho thợ đập hết cái bức tường ở chỗ này, đem đi dục, đem đi đổ rác, rồi bích cái cửa chỗ kia lại, rồi làm cái bức tường đó, bích cái bức tường đó lại đó cả nhà. Cho nên mới ngăn ra ở trước nữa, ở sau nữa. Chứ hồi trước là nó thẳng từ đây ra sau luôn á mọi người. Tại vì nó là nhà hàng. Nó không có cái bức đó đâu. Nó là nhà hàng, nó thọng từ trước ra sau luôn. Thì phải làm cái bức vách đó nữa đó cả nhà. Cho nên nó mới được ở nửa hơn trước rồi ở phía sau. Nên ở phía trước rộng mênh mông đại hải này, ở phía sau cũng rộng mênh mông đại hải vậy đó cả nhà. Mà ở phía sau nó có để máy giặt, máy sấy, máy đồ cho nên nó nhìn nó hơi chật hơn chứ ở trên đây nó rộng hơn ở dưới ở sau chút. Ở sau không đâu, ở sau với trước chắc nó cũng bằng nhau á. Cái nó cũng bằng nhau á, nhưng mà tại vì nó nhiều đồ nên nhìn nó vậy thôi. Con Hiệp ở đây á học quá tới 6 giờ chiều mới đón về lần á mọi người.
Bởi vì Hiệp thích ở trên đây, không muốn về dưới San Jose là vậy. Ở dưới San Jose hồi trước á, con Hiệp học á, tới có 2 giờ rưỡi là phải đi đón á cả nhà. Bây giờ con Hiệp học ở trên đây tới 6 giờ mới đi đón về lận. Cho nên nó đỡ lắm. 8 giờ mình đưa nó vô trường cho nó học, tới 6 giờ chiều mới đón nó về. Thì cái thời gian đó là Hiệp về, Hiệp dọn dẹp tiệm rồi Hiệp mở cửa Hiệp làm. Tới 6 giờ là Hiệp đóng cửa rồi đi ra, đi qua đón con. Con Hiệp thì nó học ở sau trường luôn, ở sau tiệm này luôn rồi cả nhà. Dắt bộ con qua cho nó học thôi. Đó, cái tiệm của Hiệp nè, nó rộng mênh mông rồi cả nhà. Trời mọi người ơi, cái giấy này nè, cái tấm này nè, nó cũ, dễ sợ cũ không cả nhà. Ngày xưa lúc mà Hiệp mua cái tiệm á, là cái chủ á, người ta có cái này rồi. Nên bây giờ Hiệp cũng để vậy Hiệp làm luôn, chứ Hiệp không có biết là điện đặt ở đâu mà làm cái tấm này để mà làm một cái tấm mới. Hiệp không có biết á mọi người. Không có biết liên hệ ở đâu, cũng không biết ở đâu để mà đặt hai cái tấm này cho nó mới một chút. Hai cái tấm này nó cũ quá chứ cũ luôn á, mà Hiệp cũng để vậy luôn á cả nhà. Còn đây nè cả nhà, đây là mi á. Mi á là Hiệp mua ở bên Việt Nam á. Hiệp mua bên Việt Nam gửi qua đây bán đó cả nhà. Hiệp bán mi thêm nó cũng được lắm mọi người. Hồi lúc ở bên Việt Nam mua là con gái Hiệp nó mua cái loại mi này nè. Cái loại mi này nè cả nhà, con gái Hiệp nó mua ở bên Việt Nam là 60 ngàn một hộp. 60 ngàn là 30 đồng. Ủa, là nhiều là 3 đồng. Nó mua 3 đồng một hộp. Hiệp qua đây Hiệp bán cái này là 10 đồng. 10 đồng một hộp, Hiệp bán cái này 10 đồng. Còn cái mi này nó rẻ hơn, Hiệp bán 8 đồng. Đó cả nhà. Hiệp mà gửi mi bên Việt Nam qua bán thêm á. Ở bên đây á, mấy người ở đây á, họ xài mi dữ lắm mọi người. Họ thích xài mi lắm mà mi dài dài vậy đó cả nhà. Nè mi nè, dài vậy đó. Mi nào mi nấy dài nhằn vậy đó mọi người. Đi ngủ được chưa con? Mấy giờ rồi? Thôi đi xuống tắm rửa ngủ con. Hả? Tắm rửa ngủ được rồi con, tắt đèn đi xuống tắm rửa ngủ. 7 giờ rồi. Xuống tắm rửa ngủ được rồi con. Trời ơi, cái nước sơn á cả nhà. Xài cái nước sơn, cái loại này ngon nè mọi người. Cái nước sơn nè, nước sơn loại này xài ngon ghê luôn nè. Hôm bữa Hiệp thấy cái nước sơn này nó mới ra, cái Hiệp mua thêm cái loại này. Nhưng mà cái loại này nó không ngon bằng nha cả nhà. Nè, mai mốt ai chưa mua thì đừng có mua nha. Nếu mà anh chị nào mà có ý định đổi nước sơn á, đừng có mua cái hiệu này nha. Tại vì Hiệp lỡ mua nè, Hiệp lỡ mua một ít này nè. Hiệp lỡ mua hai set này nè. Mà giờ sơn nó không có đẹp đâu mọi người. Hiệp sơn Hiệp thấy nó không có đẹp. Nước sơn nó cộm, nó khó chịu lắm chứ nó không có đẹp. Cái loại nước sơn này nó mới đẹp nè. Nước sơn này đẹp lắm cả nhà. Đó, ai thích mua nước sơn này thì mức là xài cái loại kim tuyến thì xài cái loại này nha. Đừng có xài cái loại này. Cái loại này không có đẹp tí nào hết. Sơn nó cộm dữ lắm mọi người. Kim tuyến là kim tuyến, nước sơn ra nước sơn, nó không có đẹp gì hết trơn á. Hiệp lỡ mua hai set này thì Hiệp mới mua luôn á. Lỡ mua thôi chứ không thích tí nào hết á. Đó, nước sơn này mới ngon nè nha cả nhà. Mua nước sơn loại này xài. Nước sơn loại này xài ngon. Trời ơi, Hiệp nói để Hiệp mà có tiền Hiệp đầu tư một cái tủ đựng nước sơn á cả nhà. Một cái tủ mà có kệ kệ để đựng nước sơn á. Hiệp thích cái đó dễ sợ luôn á mọi người. Hiệp thích cái kệ tủ đựng nước sơn dễ sợ luôn á. Mà Hiệp chưa có điều kiện nên Hiệp chưa có mua.
gắn vô tường như vậy đỡ thôi, chứ thật sự ra là Hiệp thích cái tủ nước sơn kia hơn, cái kệ kia nó đẹp hơn á mọi người. Nè cả nhà, Hiệp có bằng đầy đủ nè, bằng của Hiệp bằng tóc nè, rồi cái này là cái bằng phun xăm nè, cái bằng phun xăm, rồi Hiệp có bằng máu luôn, Hiệp có đầy đủ không thiếu gì nha mọi người. Ok thôi Hiệp chào cả nhà, Hiệp đi cho hai đứa nhỏ đi ngủ nha. Trời còn bột nè cả nhà, vui không? Hiệp bỏ vô hũ như nè, xong rồi Hiệp để một cái màu lên như nè cho người ta thấy, người ta lựa cho nó dễ. Chứ làm mẫu làm đồ làm biến quá cả nhà ơi, làm biến làm mẫu quá, nên Hiệp bỏ bột vô vậy, bột nào rồi cái Hiệp pha kim tuyến nào rồi cái Hiệp để một cục lên đây đó, Hiệp để một cục lên vậy đó, để một cục lên vậy, rồi người ta vô đây cái người ta thấy, cái người ta đứng đây ta chọn cái màu nào, cái người ta thích cái màu nào, cái người ta lấy người ta làm. Chứ Hiệp làm biến làm mẫu làm mã đâu quá đó, vậy đó mọi người. Còn này là dưới đây là móng tiếp đó cả nhà, móng tiếp mà để cho người ta dán vô đó, người ta dán vô rồi đắp bột ly lên thôi, dán đủ thứ kiểu đủ thứ màu hết trơn á, đủ thứ kiểu luôn, muốn dán kiểu nào dán, rồi đắp bột ly lên thôi đó, một tủ móng tiếp luôn đó cả nhà. Hai tiết kiệm thiền thì xài cái loại móng đó đủ kiểu luôn. Thôi Hiệp chào ông bà cô chú, Hiệp cho con đi ngủ nha mọi người. Bye bye mọi người.